Xin kính chào quý vị khách hàng cùng anh chị em và mọi người. Hôm nay nồi thất gỗ Cẩm Lây đã làm xong phần mộc của bàn kỹ ăn 10 món. Bộ này nó có một bàn và 10 ghế như quý vị. Bàn này thì kích thước là chiều dài của nó là 2m17. Và chiều rộng của nó là 1m07 và cao là 81. Còn ghế là cao 1m1 và rộng 52 và sâu là 42 quý vị. Bộ này được bên em lửa gỗ và lòi 95% như quý vị nhé. Bên em quay trực tiếp cho quý vị xem phần mộc. Bàn này thì bên em thiết kế là làm theo kiểu châu Âu như quý vị. Đấy. Bên dưới thì nó có hai cái trụ rất là to và chân là đục hoa văn như quý vị nhé. Còn ghế thì bên em đục là ghế núi y, nhưng mà trương thì đục hoa hồng như quý vị. Rất là đẹp. Rồi để em quay trực tiếp những cái một cho quý vị xem cho rõ ràng hơn. Đầu tiên em quay ghế bàn cho quý vị xem nhé. Thì bên em đang để nguyên mộc, chưa làm cái gì hết nha quý vị nha. Keo còn nguyên. Bàn này rất là đẹp nha quý vị. Thì em quay ghế cho quý vị xem. Ghế thì tùy theo quý khách nha. Có bồ thì bên em làm 8 ghế, có bồ thì bên em làm 10 ghế. Ghế ăn bên em rất là nhiều, có rất là nhiều màu ghế ăn như quý vị. Từ ghế Cẩm Lây luôn. Sau đây là ghế của đỏ. Đến đây đồ gỗ nội thất gỗ Cẩm Lây xin kính chào quý vị. Hẹn quý vị lần sau, nếu như quý vị có nhu cầu xin liên hệ với nội thất gỗ Cẩm Lây để bên em được tư vấn và giá cả hợp lý. Xin chào và hẹn gặp lại.